Hey, Mila-san, こんばんは。チャカバ。Rồi, ok, chúng ta đã bắt đầu vào học nhá. Đây, bài số 5 của mình đây. Chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại từ bài 1 đến bài số 5 đấy, đúng không ạ? Ok, câu đầu tiên là Mila-san minimasu ka? Kyo mo atsuku narishou ne. So da. Hãy asa no nani nani niwa shigoto o shite shimao. Như thế chưa? Đấy, phải dịch câu được nhanh đã nhá. Xác định này, ô hôm nay có vẻ nóng ấy nhỉ? Đúng không? Narisho, so này có hai ý nghĩa nhá. Nhưng so trong trường này thì sẽ là có vẻ là trời nóng lên đấy. Thế nên là, đúng không? Chúng ta có nhớ mẫu câu mà đằng trước là tranh thủ trong lúc còn đang thế nào đó thì mình sẽ dọn dẹp cái vườn nhà mình thôi. Đúng không? Còn nếu mà chúng ta cứ dịch là trong khi, ok, ai đà ní cũng là trong khi này, ư chi ní cũng là trong khi, khi, rồi sai chiu ní cũng là trong khi, đúng không? Hay Mila rằng ở bài 5 chữa rồi, thì đây là bài tổng hợp từ 1 đến 5 bạn nhá. Nhìn thấy chưa ạ? Tự nhiên đây đầu óc nó đau làm sao đấy đúng không? Đây là phần tổng hợp bài 1 năm, sau đấy mới học thêm cả bài 6 nữa nhá. Rồi câu này đáp án các bạn chọn sẽ là gì đây? Hay Minh Sàng Cô Mang Hoa. Nhìn thấy chưa ạ? Đấy, hôm nay trời phải nóng lên, vậy tranh thủ, cái nghĩa tranh thủ ấy các bạn ạ, đúng không? Trong lúc trời chưa tối thì hãy về nhà đi, trong lúc trời chưa mưa, trong lúc chưa quên thì hãy memo lại. Còn nhớ những cái đấy không ạ? Đúng không? Trong lúc kem chưa tan thì hãy ăn nhanh đi. Nó phải nhấn mạnh nghĩa tranh thủ, đúng không? Trong lúc còn đang, thì lúc sau mà làm thì sẽ khó khăn hơn, không làm được nữa, hoặc là không đạt hiệu quả cao chẳng hạn đấy nhá. Đúng rồi, nên câu này đáp án chính phải số 2 các bạn ạ. Đúng không? Còn số 1 là ai đà ní, nếu dịch bình thường cũng là trong khi, nhưng mà ai đà ní là trong lúc mà sự việc đang xảy ra thì một cái hành động đó xảy ra một cái thời điểm này này, có trợ từ ní các bạn nhé, để phân biệt một chút giữa ai đà với cả ai đà ní. Thì có ní tức là cũng như kiểu dokuji ni okimasu, đúng không? Mình dậy lúc 6 giờ mình mang tính chất thời điểm. Như kiểu lúc mình đang đi vắng thì trộm đột nhập vào nhà ấy, đúng không ạ? Để tự nhiên bị líu lưỡi ở lại, đúng không? Thì nó mới là ai đà ní. Toki chỉ đơn giản là khi thôi, đúng không? Ok, những khi tôi buồn tôi ngồi hát bên dòng sông thì đó là Toki, đúng không? Ok, có sai chiêu, đúng không? Nhấn mạnh ở thời điểm đang đúng lúc ấy, các bạn nhớ nhá, đúng không? Đúng lúc thì có một hành động gì đó nó xảy ra và thường thường nó cản trở. Ví dụ mình đang livestream với các bạn đây mà mất điện chẳng hạn, đúng không? Thì nó mới là sai chiêu ní, đúng rồi. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cả chữ số 2, đúng không? Iego kurato nani nani hongbako ga taureta. Nhìn thấy chưa? Ok, nào đến câu số 2 nào, bạn nhìn thấy chưa ạ? Yureru có bao nhiêu kanji vậy ạ? Chữ yureru là chữ dao, nên là dao trong dao động, từ này đấy chứ nhỉ? Đúng không? Nào, câu số 2 các bạn đã chọn gì đây? Đúng không? Chúng ta có thể những cái phó từ này các bạn không biết, không sao cả, mình dịch chính của nó đấy nhá. Ngôi nhà, đúng không? Đang kiểu lung lay các thứ ấy, đúng không? Thế là cái hongbako, đúng không? Cái hongbako như kiểu cái giá sách, cái hòm sách ấy, đúng không? Nó đổ ào xuống, nhìn thấy chưa ạ? Vậy đặc trưng của mỗi ngôn ngữ Pháp này như thế nào các bạn có nhớ không? Niatate nó bằng với cả ni shi, sai shite, nó là nhấn mạnh cái sự gì nhỉ? Junbi, sự chuẩn bị, đúng không? Đấy, mà tôi tiến hành cái việc này để chuẩn bị cho một việc gì đó ấy, đúng không? Thì nó mới là niatate. Kato muto, đấy, làm xong cái gì đó lập tức là mình kia xong này, đúng không? Đấy, chưa kịp xảy ra cái này, xảy ra cái kia luôn. Chi ni như vừa rồi nói đấy, đúng không? Tranh thủ này, sai chiu ni, đúng không? Nói về đúng lúc cũng đang diễn ra thì đúng VTI được, sai chiu đây rồi. Nhưng là sao nó phải diễn ra một hành động thì nó làm cản trở, đúng không? Đấy. Rồi, vậy câu số sao cứ bị trôi comment các bạn nhỉ, không nhìn thấy nhỉ? Câu số 2 cứ tưởng là gì là cứ tưởng là cũng được, bởi vì có từ thô mộ tố này, đúng không? Ồ, vừa thấy cái căn nhà nó lung liêu phát thì là ồ ào một phát, đúng không? Cái hộp hàm sách cái nó đục ào lên xuống luôn, không bạc cộ cái giá sách hàm sách, đúng không ạ? Thì nó sẽ đáp án số 2 chính xác. Ok, hay ni bằng để chiều nhá. Đấy, lung lay thì nhấn mạnh cái ngay lập tức. Các bạn nhớ không, trước về phân biệt giữa bạn kha thô mộ tố với cả thô tố rằng không? Nhớ không ạ? Đấy nhá. Nó tạo thành như cả một chuỗi luôn ấy, một chuỗi như cả cái tạo tổ ầm là cái thô mộ tốt, như kiểu là vào nhà cái tự nhiên mở hết cửa ra, vừa về đã đi, vừa mưa đã lại vừa tạnh, làm vừa mưa lại tạnh, vừa khóc lại cười, đấy tạo thành một chuỗi và thường thường nó có hay ngược nhau nhá. Thì người ta sẽ dùng là kha thô mộ tốt. Nhớ chưa? Đấy, trước đây không có sự chuẩn bị nào hết, đúng không? Đấy, không có sự tranh thủ nào cả. Tranh thủ nó đang rung thì cái giá sách kia nó ào xuống à? Không nhá. Đấy, còn đây cũng không có sự cản trở đâu, để nó liên hoàn với nhau luôn. Nên đáp án chính xác, ni bằng để chiều. Được chưa? Câu số 3, bây giờ mình nhìn thấy câu số 3 này. Kono tekisto wa muzukashi shou da. Kanji no nanka ousha nani nani taihen da. Nhìn lại, taihen shou da. Uầy, cái giáo trình này, cái sách giáo khoa này sao trông vẻ khó đấy. Số này lại trông có vẻ khó nhá. Số lượng kanji nhiều như này đã thấy khó phết rồi đây này. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ là gì đây? Chào Hải Sang.
một bạn rất là chăm chỉ comment, rất là chăm chỉ tương tác với các bài viết của mình, những cái chia sẻ của mình ở trên cái nhóm chinh phục N2 đúng không ạ? Nào chúng ta có karashite, chúng ta có ohajime, có nikageri và có niwatate, nhìn thấy chưa ạ? Nhắc đến niwatate là phải nhớ ngay chữ độ mà đúng không? Đấy, trải dài trong một phạm vi cả về không gian và thời gian. Đúng không? Như Olympic đấy sẽ diễn ra trong suốt vòng 2 tuần này, trên khắp các sân vận động, các toàn lãnh thổ Nhật Bản chẳng hạn này. Đúng không? Thì nó mới là niwatate, đúng không ạ? Nikagiri nhấn mạnh vào cái gì các bạn có nhớ không? Nides. Nikagiri nhấn mạnh vào cái gì nhỉ? Cái trường hợp ngoại lệ. Đúng không? Chỉ riêng vợ khách nữ, những vị khách nữ hôm nay bị làm sao nhỉ? Những đứa trẻ đúng không? Những cái khách hàng, những khách nhí của chúng ta đúng không? Khách hàng là nữ chẳng hạn đúng không? Sẽ được ưu đãi gì đó, có chế độ đãi ngộ đặc biệt gì đó thì sẽ là Nikagiri, chữ hạn mà giới hạn chỉ trong trường hợp này thôi nhá thì mới được. Đúng không? Thì đằng sau tưởng tượng service sự tôi có waribiki giảm giá cho đấy chẳng hạn nhá. Ok, đây nó không liên quan mấy nhỉ? Vậy một hay là hai? Giờ bắt đầu học N2 có kịp tháng 12 không sensei ơi? Vấn đề là bạn dành được bao nhiêu thời gian cho nó cơ? Đúng không ạ? Nhưng có những lớp ngày xưa mình dạy chẳng hạn đúng không? Thì học các bạn học N3 trong vòng 6 tháng, hồi đấy là học offline nhá. Đúng không? Thì có những bạn mà mình dạy chỉ còn 2 tháng, tức là mình nhớ là 23 tháng 9 bắt đầu mới học N2. Đúng không? Và học chỉ học nửa ngày thôi, đúng không? Và đến tháng 12 các bạn vẫn thi được N2. Thì vấn đề là bạn dành được bao nhiêu thời gian cho nó mới là quan trọng, đúng không ạ? Mà sự cố gắng đến đâu, khả năng tiếp thu thế nào, đúng không? Để có những sự hỗ trợ nào không chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi câu số 3 các bạn sẽ là gì? Chính xác của tai quá, ichi bằng để số karashite. Phân biệt giữa karashite với cả ohajime nhá, cũng trước hết là từ cái này đều được đúng không? Nhưng ohajime nó đưa ra những cái quan trọng nhất, đúng không? Cho em gửi là hỏi thăm sức khỏe đến đại gia đình nhà mình, trong đó trước hết là hai bác ạ, hai cụ thân sinh ạ. Đúng không? Hai cụ là to nhất rồi, đúng không? Đấy quan trọng nhất, cần phải lấy lòng nhất, đúng không? Thế là goryoushin no hajime, đúng không? Minna kajoku ni yoroshiku chitai kudasai. Đúng không? Chứ karashite lôi ra những cái bé nhất, những cái không quan trọng gì cả, không phải điểm nhấn tư cái này, thì mình sẽ suy luận là cả những cái khác nó cũng sẽ rất như thế, có tính chất tay hay này này. Đúng không? Vì cái giáo trình rất là khó, khó nhiều thứ lắm, đúng không? Nếu khó thì sẽ là nội dung khó này, cách trình bày khó, những cái suy nghĩ của tác giả nó phức tạp, đúng không? Nhưng mà thôi nhìn từ chữ kanji ta thấy đâu có nhiều chữ kanji lắm, đã thấy khó rồi thì nó sẽ là karashite nhá. Đúng rồi. Rồi chính xác đến câu số 4 nào. Recycle no mise o nani nani iroiro na homen kara hanashi o kita. Đấy chưa? Tôi nghe được cái gì nhỉ? Nghe rất nhiều câu chuyện đúng không? Nghe rất nhiều những cái lời bàn tán, những câu chuyện từ nhiều phía khác nhau, đúng không? Khi mà mình gì đấy nhỉ? Mise o recycle no mise đúng không? Động từ của mình đều là hiraku, đúng không? Để là mở một cái cửa hàng để mà tái chế, đúng không? Vậy đáp án sẽ là gì? Câu số 4 ạ. Từ cái nhỏ suy ra cái to, đúng rồi, nguyên sàng, chuẩn luôn. Câu số 4, mình thấy các bạn tùy tâm chọn 1. Còn các bạn khác đang chọn 3, ok. Shidai, các bạn nhớ Shidai không? Ngay sau khi cái gì xong thì sư gự, các bạn nhá, nhớ không? Lập tức thông báo tôi, lập tức gọi điện cho tôi nhé, đúng không? Nó không dùng với những trường hợp như kiểu đi về quá khứ đâu các bạn ơi, đúng không? Này, có thông báo cái, có quyết định cái gọi ngay tôi nhá, đúng không? Đấy rồi thì nhở, đến nhà ga gọi ngay tới nhá, thông báo ngay tới nhá, đúng không? Đấy, thế nên shidai phải loại đầu tiên các bạn ạ, nhá. Tất nhiên shidai có rất nhiều nghĩa nữa, đúng không? Shidai ni, dần dần, shidai de, tùy thuộc vào, có nhớ không? Đúng không? Thậm chí shidai đã, đúng không? Đấy, thế nên là, đúng không? Chu chu bằng với cả nagara, đúng không? Về cơ bản bằng cái đã nhá, đúng không? Vừa cái này vừa cái kia, đúng không? Không có nghĩa đấy được, bỏ đi, đúng không? Niatate đây chính nó, để chuẩn bị cho việc mà mình sẽ mở, đúng không? Khai trương một cái cửa hàng tái chế, đúng không? Thì mình đã đi hỏi han, đúng không? Những cái câu chuyện hỏi nhiều người từ nhiều những cái phương diện, nhiều người khác nhau trong lĩnh vực khác nhau, đúng không? Đáp án chính xác sẽ là eto sambang desu. Đúng rồi. Câu số 5. Đây đúng là Facebook nó bóp tương tác thì ra mình không nhìn thấy comment các bạn đâu luôn. Rồi, chị nghĩ chúng mình câu số 5 nhá. Kore kara wa dondon hi ga mishitaku naru. Nhìn thấy naru chưa? Đấy, sau này mình sẽ trong một vài những chia sẻ đúng không? Đấy thì lúc mà mình sẽ tổng kết lại cho các bạn có những mẫu câu mà có những dấu hiệu mà các bạn hoàn toàn có thể nhìn cái là mình sẽ nghĩ đến những mẫu câu nào để diễn tả về những cái sự biến đổi đấy. Đúng không? Ôi, từ bây giờ là ngày nó sẽ ngắn lại, đúng không? Đêm tháng 5 trên nằm đã sáng, ngày tháng 10 trước cười đã tối, đúng không? Đấy, dần dần có sự biến đổi, có cái đuôi na độ này. Các bạn hãy nghĩ đến một vài mẫu câu, ví dụ như là bakari da. Bakari da.
nhớ không? Cũng là dần dần này. Rồi thì nichurete, nhớ không ạ? Nichurete. Rồi nishitagatte, shitagatte, đúng không? Cũng là sự biến đổi kéo theo ấy nhá. Shitagatte, nhớ không ạ? Rồi thì totomo ni, totomo ni. Rồi thì tomonatte, đúng không? Và trong đó cả mẫu câu trong chúng ta này nó là ippo, nhớ không ạ? Đấy, để mà ngày càng nhất phương ấy là nó cứ biến đổi theo một chiều thôi, đúng không? Ngày càng trở nên biến đổi thế nào đó nhá, thì nó sẽ là cái mẫu câu này, đúng không? Đấy, nhìn thấy chưa? Có những dấu hiệu để mình nhìn cái mình sẽ nghĩ ngay đến mẫu câu nào, đúng không? Một nhóm tất cả những cái mẫu câu nó liên quan đến cái sự biến đổi, đúng không? Ví dụ na độ này, kawa độ này, đúng không ạ? Đấy, một số cái tài liệu mình đã chia sẻ, mình đã hệ thống cho các bạn những dấu hiệu mà nhìn cái là mình sẽ biết là à, cần phải tìm mẫu câu nào, đúng không? Ừ. Chính xác, phải đáp án ở đây. Hai cô tài quá, đâu rồi ta? Rồi, chính xác đáp án là số 1 các bạn nhé. Rồi nhắc lại này, tokoro da, đúng không? V được tokoro, VT được tokoro, vector tokoro, nghĩa là vào lúc nào đó này. Saichiu, đúng lúc nào đấy này. Shikanai, chỉ còn cách thế này thôi. Dame des. Câu 6 nào, anoko wa eto wo rokubo ho, ai, koronde shimatta. Đứa bé đó bước được 5-6 bước ở đấy. Mình biết là arukku thì mình đi được 5-6 bước, tức là lăn đùng ra rồi, đúng không? Lăn đùng ra ngã tiêu, đúng không? Vậy nó sẽ là cái gì đây? Câu số 6 các bạn ơi. Câu số 6 mình thì có bạn chọn 1, có bạn chọn 2, có bạn chọn 4, nó sẽ nhiều thế. Bạn Hải chọn 2 này, cục vàng cục bạc chọn 4 này, bạn Duyên chọn 4 này, Đào à đúng không ạ? Bạn cũng chọn 4 này. Vậy chúng ta xem nhá. À, thứ nhất này, 1 thì bỏ đi. Bởi vì 1 làm sao? 1 là gì nhỉ? V tờ ghế đấy có, nhưng phải làm cái này xong thì mới đến cái kia. Trao đổi bàn bạc xong thì tôi sẽ quyết định. Có nhớ cái đấy không? Đúng không? Đấy, thảo luận xong thì tôi sẽ đưa ra cái này cái kia. Nó như một cái tiền đề các bạn ạ. Có mối quan hệ trước và sau. Làm cái này rồi mới đến cái kia thì nó sẽ là V tờ ghế đấy. Nhìn thấy chưa ạ? Shidai, còn nhớ cái Shidai, bỏ mất sự đi cộng với Shidai. Có mẫu câu này, đúng không? Nhưng mà nghĩa là gì? Làm cái này xong lập tức làm cái kia ngay nhé. Và thường thường thật đi với những dạng kiểu tương lai, đúng không? Đấy, thường thường sẽ là VT kudasai, đúng không? Đấy, thường thường rất hay điền sao như thế. Và tôi xin phép sẽ gọi lại cho anh ạ. Đấy, sau khi giám đốc quyết định những cái yêu cầu hay quyết định những cái điều kiện về hợp đồng cái thứ chẳng hạn, đúng không? Tôi sẽ lập tức thông báo ạ. Nhớ thì đấy sẽ là thì mới đi với Shidai, đúng không? Có nhiều bạn chọn hai nhỉ, đúng không? Rồi, sai, các bạn nhớ sai này không? Sai này bằng với Toki, đúng không? Bước khi mà tôi bước thì thế nào đó, đúng không? Nó sẽ không mang cái đó đâu ạ, đúng không? Mà đáp án chính xác đây này, nhìn thấy chưa? Kanai kano uchi ni, chả biết đi được bước nào chưa vào đây, cảm giác rất là nhanh chóng ấy, đúng không? Biết được 5-6 bước đã lập tức ngã ồm ra, đúng không? Đấy, nhấn mạnh vào cái sự cảm như là ngay lập tức diễn ra luôn ấy, đúng không? Rất là nhanh chóng, gần như là đồng thời luôn các bạn nhá. Vừa bước 5-6 bước cái ùm ra ngã, đúng không? Tả thì nó rất là thương rồi, em bé mới tập đi, đúng không? Chính xác, yong bằng để chiều, đúng không ạ? Câu số 7 nào. Rồi, câu 6-4 nhé. Câu 7 cũng có bạn chọn 3, có bạn chọn 4 này. Chúng ta xem nào. Haha ni nani nani doushitemo hontou no koto wo iwanai to wa ikenai to omou. Thấy chưa? Tôi nghĩ rằng là mẫu câu nai to wa ikenai phải nói cái gì? Nói sự thật, đúng không? Dù có chuyện gì cũng phải nói sự thật với ai? Với mẹ, ok. Chả cần mẫu câu vào dịch được rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta có những cái này. Vậy ta sẽ dịch như thế nào đây? Câu số 7 có bạn chọn 3, có bạn chọn 4. Thứ nhất, kagiri ni kagiri, giới hạn riêng là trường này được ưu đãi gì đó, chả có ưu đãi gì hết. Bakari toàn là, đúng không? Cũng không có cái bakari đấy, đúng không? Ni kagite có ba nghĩa, các bạn có nhớ không? Đúng không? Ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là gì nhỉ? Khác với bình thường, hôm nay tự nhiên nào, hôm nay là bình thường, hôm nay là nóng tính lắm, lại dễ tính thế, đúng không? Thì nó sẽ là gì? Kagite. Còn một nghĩa nữa, thế nào? Đúng vào lúc đang vội, đúng vào lúc mình vào ngày thi thì lại bị tắc đường, lại bị xảy ra điều không may mắn nhá, là nghĩa thứ hai. Còn nghĩa thứ ba, đứa khác không biết chứ riêng đứa này là tôi sẽ không thể nào có cái chuyện đâu, rất hay đi với dạng ha dự gà này. Nhớ hôm trước mình có lấy ví dụ cho bạn không? Ai tôi chả biết là riêng thằng con nhà tôi á, ủa nó ngoan lắm, không giết người đánh nhau bao giờ, đúng không ạ? Đấy thì đáp án đúng không? Không phải là cái này nó không thể hiện ý đó đâu. Đáp án câu này nó chỉ đơn thuần là gì? Đà kêu á, đúng không? Chỉ với mẹ thôi, đúng không? Đấy là tôi nghĩ là chỉ riêng với mẹ thôi nhá, đúng không? Thì tôi nghĩ là sẽ phải nói sự thật ra. Đâu sẽ một dù thế nào mình phải nói sự thật, khai thật ra, đúng không ạ? Nên đáp án câu này chính xác sẽ phải là số 4 đấy các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Rồi câu số 8 nào. Bu cho no check wo nani nani sekkyoku teki ni hanashi wo susumete mo ii desu yo. Nhìn thấy chưa? Vậy câu này sẽ chọn gì đây?
check cự này đúng không? Đấy, rồi thì ra sẽ kiếp cự tê kỳ đúng không? Mình bắt đầu từ tôi nghĩ là có thể kiểu tiến hành câu chuyện nó tích cực hơn, tức là thúc đẩy câu chuyện lên, bắt đầu đưa câu chuyện lên nó một cách tích cực lên phía trước ấy, đúng không? Kiểu kiểu thế mình thúc đẩy câu chuyện lên nó rõ ràng hơn đi. Ukete karada to, ukete karanara, ukete karadenai to, ukete karadenai no kanara. Nhìn thấy chưa? Ừ. Vậy nó sẽ là cái gì? Câu 8 các bạn chọn 2, các bạn chọn 3 đúng không? Có cái đuôi karadenai tố, có cái đuôi này các bạn. Nhưng đằng sau thường thường phải là gì các bạn nhỉ? Vedarenai đúng không? Nó thường thường là khả năng bị phủ định đi đúng không? Đấy, không thể nào, nếu mà không thì không thể nào đâu. Còn nếu có dạng khẳng định thì nó ở dạng là gì? Dame, muri desu, đúng không? Cũng thể hiện cái nghĩa phủ định cơ nhá. Nên câu 3 nó sai mất rồi. Dame desu, đúng không? Mà đáp án đây này, đúng không? Nó phải có thuận chứ. Check xong, nhận được cái sự check của giám đốc thì bắt đầu mình mới check xong, để của anh trưởng nhóm mình mới ok, mình có thể tiến triển câu chuyện thêm lên phía trước một chút, mình sẽ nói tiếp đi chẳng hạn. Đấy đúng không? Nó chỉ là nếu mà đã nhận được rồi thì mình sẽ, chứ còn hai cái này phủ định chúng ta phải loại ngay 43 đi. Đúng không? Chứ còn đà tố thì đằng sau không thể là cứ đã tố có tố, auto tố thì đằng sau nó phải không có ý chí gì cả. Đúng không? Không phải xin phép cái thứ gì hết cả nhá. Nên đáp án ở đây chính xác sẽ là số 2. Nhiều bạn chọn 3 quá. Sao lại chọn 3 được nhỉ? Đúng không? Đấy thì rõ ràng ba phải loại đầu tiên mình nghĩa của nó là nếu không làm đúng không? Đấy thì không thể chứ. Susume ra đây này, đấy không thể thúc đẩy câu chuyện được đúng không? Đấy kiểu thế. Đúng không? Rồi ok, câu số 9 nào. Quay xe làm lại nào. Jibun de kaji o nani nani hao no kimochi wakatta. Cái dấu hiệu wakatta. Shitta. Thì nó ta khi suy tả có nhớ không, tôi biết được, tôi nhận ra sau khi mình đã thử làm những cái việc nhà, tự mình làm việc nhà tôi mới thấu hiểu cái nỗi lòng của mẹ, sự vất vả rồi thì tất cả cái gì đấy của mẹ đúng không? Chính xác, câu 92 chuẩn luôn. Yatte mite hajime, có nhớ mẫu câu vete hajime te không? Đấy, kể từ sau khi bắt đầu có cái trải nghiệm này, từ đấy mình bắt đầu nhận ra, hiểu được, biết được đúng không? Đấy, ở cái bài số mấy nhỉ? Số 3, số 4 ở đấy đúng không? Khi mình dạy các bạn về hajime te, tức là những mẫu câu về sau khi vete này, cũng là sau khi, nhưng kể từ sau khi đó thì cứ suốt cứ dư tụ thường thường sẽ là at này, mãi mà chưa gặp lại lần nào đúng không? Đấy, thậm chí là vete tạo ue đúng không? Ue đấy vừa rồi bạn học ấy cũng là sau khi, nhưng mà phải sau khi cái này thì mới làm được cái kia, những cái tiền đề đúng không? Thì mỗi cái nó đều có những cái đặc trưng riêng của mẫu câu mà chúng ta phải nhớ được cái đó thì mình chọn phương án mới dễ được đúng không ạ? Ở cái này giống y hệt khác mỗi hajime này, nhưng chúng ta có ố hajime nhá, lấy cái này làm trước hết đầu tiên. Thà thua thẳng đúng không, là sau khi làm gì thì xảy ra một cái điều igai na koto đúng không, igaiteki, một cái sự hơi bất ngờ ngoài cái tầm dự đoán của mình nhá. Còn đây VT đây đúng không, đấy như mình các bạn đấy đúng không, VT là kể từ sau khi thì từ đấy suốt suốt như thế thì mới là phương án số 4 nhá, nên đáp án này sai được chưa? Rồi câu số 10 nào. Sato kun imo yatte ru sagyo ga nani nani Yamaguchi kun no hō o tetsudatte yatte kure. Yatte kure, đúng không? Làm giúp tôi nhá. Đúng không? Ngay sau khi thì nhận ra, đúng rồi đấy, sau khi làm đúng không? Kể từ sau khi Hạnh Sang có nhìn thấy bạn ạ. Đúng, mỗi người sẽ có cách gì khác nhau đúng không? Nhưng quan trọng nhất là bản chất của mẫu ngữ pháp đấy thường dùng trong những cái ngữ cảnh nào. Đấy, cái ngữ cảnh đấy mới là cái các bạn cần nhớ. Thế nên mình thường khuyên các bạn là học một mẫu ngữ pháp ấy, nhớ kèm theo một ví dụ đặc trưng của nó nhất, mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất đúng không, mà các bạn thấy hay nhất đúng không, tự các bạn thấy nó áp dụng trong đời sống các bạn nhất thì nhớ đến nó nhé. Rồi câu 10 các bạn chọn 3 đúng không? Ok là gì đây? Sato ơi đúng không? Đấy, làm xong cái việc mày đang làm ấy đúng không? Thì giúp đỡ hộ tôi cái thằng kia nữa nhá. Nhìn thấy chưa? Đấy, vậy nó sẽ là gì? Owa nó có owareba hay là owatta ue de hay là owari shidai hay là owatta kato omoeba. Đúng không? Đáp án đây sẽ là gì? À đấy, kể sau khi chưa thấy tầm quan trọng gãy đắng đúng rồi. Ừ, hôm trước khi mình dạy một lớp cũng là đúng không, sau khi chia tay cái câu này rất là áp dụng luôn đúng không, thấm thía luôn đúng không, sau khi chia tay mới biết ui dồi ôi anh ấy thật là tốt biết bao, thật là nhà xa chi xạ các thứ này nọ đúng không ạ. Cái này chính xác, câu số 10 đáp án chính là shida này các bạn này, nhìn thấy chưa? Đấy, xong cái này xong thì lập tức làm đi nhá. Nhớ về đằng sau là VT kudasai, như mức câu kiểu ra lệnh rồi mệnh lệnh yêu cầu ấy nhá. Xong cái này lập tức đến đây kia đúng không, chứ không phải nếu mà, thứ nhất là nếu này chúng ta sẽ không dùng này đúng không, đấy vì nó cũng là dịch thì có vẻ rất hợp lý, nếu mà xong thì thế này thế kia đúng không, nhưng vế đằng sau sẽ không được phép sử dụng ý chí đúng không. VTE đúng không, nó là tiền đề các bạn ơi đúng không, đếm hỏi vợ em đã, đếm hỏi mẹ em đã đúng không, anh ơi lấy em nhé, từ từ anh về hỏi mẹ anh đã xem có được lấy không đúng không, đam mê đúng không. Rồi thợ owatta kato
Omoeba, that's not hay đam mê là chỗ này sai luôn rồi nhá. Đáp án chính xác là số 3. Câu số 11. Có nhìn thấy đây không? Umi no muko ni makkana taiyo ga nani nani kandoteki na keshiki datta. Nhìn thấy chưa? Mặt trời lặn nhá, suzumu, nhìn thấy chưa? Tất cả đều là lặn rồi này, suzumu, đúng không? Noboru, tất cả suzumu đều chiếu, đúng không ạ? Mặt trời lặn, đúng không? Mặt trời đỏ ao, mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cày then lên sập cửa, đúng không ạ? Rồi, đấy, mặt trời lặn ở phía bên kia biển, thôi mặt trời lặn ở phía đằng kia dễ nhá, đúng không? Ôi, thật là một cái khung cảnh, đúng không? Cảnh sát, cái cảnh khung cảnh thật là cảm động quá đi, đúng không? Đấy, vậy để miêu tả về cái khung cảnh mà mặt trời sắp lặn, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cảm thấy rất ôi, được ngắm cái cảnh hoàng hôn đấy thật là tuyệt vời, đúng không? Thì nó sẽ đáp án cho mấy ạ? Câu 11, một nhỉ, không biết có nhỉ được không nhỉ? Đúng rồi, trong cái mẫu câu mình học là sắp sửa bắt đầu cái gì đó nhá. Veyotoshiteita. Ngoài nghĩa là cố gắng nỗ lực làm cái gì đó, nó rất hay đi với dạng tự động từ nha, đúng rồi, chính xác. Hajime, đúng không? Hajime mas thì hajimari mas hajimaru chẳng hạn nhá. Đúng rồi, đáp án chính xác. Hay câu số 11 đáp án 1 chuẩn luôn. Đấy, chứ không phải là bakari datta, đúng không? Nếu mà bakari thì chắc là nghĩa này nó sẽ là toàn là hoặc là ngày càng, đúng không? Sundita, đúng không? Nó diễn tả về cái trạng thái mất rồi, đúng không? Sai chiêu đúng lúc thì phải là VTI độ, đúng không ạ? Câu 12. Mãi mới nhìn thấy comment, các bạn cứ bị trôi đi, không biết câu hỏi các bạn có ai lỡ mất câu hỏi không? Nào câu 12, nazeka anoi nani nani kurumo no enjin ga nakanaka kakaranakatta desu. Cháu đã thấy cái sự không may chưa? Không hiểu sao mà đúng vào cái ngày hôm đấy cơ, đúng không? Thì động cơ nó không khởi động được này. Úi dồi ôi, nhìn này. Engine ga nakanaka. Nào nếu mình đọc kiểu không không có cái tách ra một chút nhá. Nakanaka karada nakatan desu. Thấy tầm quan trọng ở kanji chưa? Niwa 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 tori ga iru. Đấy các thứ chẳng hạn, đúng không? Trời ơi. Rồi, câu 12. Ok, chính xác. Các bạn đây sẽ là trời ơi, đúng ngày hôm nay gặp điều không may có ba nghĩa nhá. Thì nghĩa này là thuộc nghĩa thứ hai ấy. Các bạn nhớ trong sách Shingazen đúng không? Đấy thì là gì? Gặp điều không may đúng vào cái dịp nào đó, cái ngày nào đó nhá. Và đúng ngày hôm đấy thì máy động cơ không khởi động được nhá. Ồ, có rất nhiều kagiri này, đúng không? Kagiri này là chừng nào này, còn nhớ không? Đấy, chừng nào còn thì hãy còn. Kagiri de có cái dạng này nhỉ? Kagiri đều á thì có nhá, đúng không? Đều á thì sẽ là gì nhỉ? Trong phạm vi tôi biết, trong phạm vi tôi nhớ, tôi đã điều tra tìm hiểu thì tôi biết như này này, đúng không? Thì mới là số 4 này nhá. Đáp án chính xác hay ni bằng để chiếu, đúng không ạ? Câu số 13 nào. Ni nen atarashi doro no kenzetsu koji ga yatto owatta. Trời ơi, cuối cùng thì cái công trình xây dựng cái đường mới này nó cũng xong xuôi, đúng không? Sau 2 năm, đúng không ạ? Vậy đáp án sẽ là gì? Đấy, khi bạn học bạn rất hay nhầm giữa cái từ niwatate với cả toshite các thứ, đúng không? Nhưng nhớ trải dài suốt, đúng không? Còn nếu mà cái toshite đi với thời gian thường là trong suốt cả đời, suốt một năm, suốt bốn mùa, lúc nào cũng như thế, đúng không? Thì đấy nhấn mạnh vào cái khoảng thời gian dài, nhớ không ạ? Một cái hidoi hangin, các bạn có nhớ cái cụm từ đấy không ạ? Đó là phạm vi rất là rộng lớn nhá. Thì chúng ta ok, xác định của nó sẽ là niwatate hoặc là niwatadu này này, nhìn thấy chưa? Rồi, chính xác. Câu 13 các bạn chọn gì? Câu 13, có bạn chọn 3, có bạn chọn 1 và đáp án là 2. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy thì mình không chẳng đến luôn này, đúng không? Các bạn nhớ không ạ? Đấy thì trong suốt 4 mùa đấy, suốt 2 năm là lúc nào có khách viếng thăm cái thứ này chẳng hạn, một cái vùng đấy chẳng hạn này, hoa nở suốt 4 mùa chẳng hạn này thì người ta mới dùng otoshite. Nhớ không ạ? Còn đây ní của ta tê thì đúng, thế nhưng mà nhấn mạnh này, cái ní của ta độ này, đúng không? Nó bổ nghĩa cho cái công trình đã trải qua cả cụm từ này là danh, là một danh từ đi, danh từ to nhất đi. Nhìn thấy chưa? Đấy, cái công trình kiến trúc này, đúng không? Công trình xây dựng đường trong suốt trong 2 năm đấy thì cuối cùng nó đã kết thúc, đã xong xuôi thì đáp án chính xác của mình sẽ đáp án số 2 nhá. Thảo ơi, Thảo làm rồi vẫn bị sai đúng không? Rồi, chính xác, câu số 14. Kyo no mensetsu de wa nani nani koto wa yatta. Cái câu rất là hay đúng không? Hôm nay thi này, hôm nay phỏng vấn này, những gì có thể làm thì làm hết rồi, đúng không? Đấy, sau này thì chúng ta nhận un no ten ni makaseyo, đúng không? Đấy, tất cả phó thác cho số trời. Unno, nhìn thấy chưa? Hãy giao phó này makaseyo, giao phó cái vận mệnh của mình cho trời, đúng không? Cho thiên ấy, đúng không? Đấy, nhờ trời. Đen thôi đỏ quên đi. Vậy câu 14 sẽ là gì các bạn ơi? Còn nhớ cái đấy không? Đấy, dễ nhầm với cả bakari,
Hagiri với cả dake thì đây chính nó, những gì có thể làm. Deki ru dake thì đây là yare ru dake, như thể khả năng nhá, những gì có thể làm thì làm hết rồi nhá. Đáp án chính xác 3 vào. Đúng rồi, đến với câu số 15. Saiki shippai nani nani shiteru no de kibun ga harenai sukoshi kyuka toro. Dạo này thế nào mà cứ mắc sai lầm liên tiếp đúng không? Nên là tâm trạng nó rất là u ám ấy. Hà đến nay không sáng sủa, không nắng, rất là u ám nhỉ? Đúng không? Hay là mình nghỉ ngơi một chút đi. Đúng không? Dake, bakari, ni kagite hay là no kagiri o? Minasan. Dake chỉ tôi như này, suốt ngày toàn là những thất bại liên tiếp những thất bại đúng không? Đấy, nhưng kiểu suốt ngày xem tivi, suốt ngày ăn đồ ngọt ấy. Nên đáp án đây chính xác sẽ là bakari các bạn nhé. Nhìn thấy chưa? Đúng rồi, câu 14 đáp án 3, câu 15 đáp án 2. Chuẩn luôn. Toàn là thất bại, đúng rồi, chính xác. Rồi, ok, thì đó là tổng kết cái bài từ 1 đến 5 của các bạn nhé.